Chào các bạn, ở đây mình đang có hai chiếc máy ảnh Olympus Pen F. Hai cái máy này mới được Olympus ra mắt ở trên thị trường thế giới ngày hôm qua. Và hôm nay thì một anh ở bên công ty phân phối của Olympus ở Việt Nam là Max Marketing đã cho mình mượn hai cái máy này để mình chia sẻ những cảm nhận ban đầu cũng như là giới thiệu sơ qua về Pen F cho bạn xem. Mình có một chiếc màu đen và một chiếc màu bạc ở đây, là hai cái máy được ra mắt theo cái triết lý thiết kế kiểu cổ điển hồi xưa của những cái dòng máy phim, dòng Olympus Pen. Thì cái cổ điển đó các bạn sẽ thấy thứ nhất là thiết kế của máy ảnh, thứ hai là thấy cái logo này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái logo Olympus Pen nó được viết theo những cái phông chữ từ hồi những năm 60 gì đó. Hồi đó Olympus có sản xuất cái máy phim là dòng Pen. Ngoài ra là trên đỉnh máy chúng ta cũng thấy cái tín hiệu đó ở đây. Còn về thiết kế thì cái máy này hoàn toàn giống với những cái máy thời xưa. Nó giống một cái điểm đó là nó có một cái phần nhựa giả da ở phía giữa này, hai trên dưới là phần nhôm màu bạc, còn ở trên phiên bản màu đen thì nó là đen tuyền hết như này đó. Chất liệu thì giống nhau nhưng chỉ khác mỗi màu thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế cũng như là cái vị trí những cái nút bấm những cái bánh xe ở trên Pen F nhìn nó rất là gai góc, rất là cổ điển đó. Nó không giống như những cái máy ảnh hiện đại ngày nay. Trong một ví dụ như Leica chẳng hạn thì họ theo đuổi cái trào lưu thiết kế tối giản nhất có thể, nhưng mà ở trên Olympus Pen F này các bạn thấy nó đều ngược lại. Đó, nó thiết kế theo cái rất là nhiều góc cạnh, rất là nhiều nút bấm, nhiều nút xoay. Mình sẽ nói một chút về thiết kế và về cấu hình của Pen F. Cái máy này nó có cấu hình gần như là tương đương với lại cái OMD M5 Mark II của Olympus. Nó gần như tương đương về cảm biến, về một số tính năng ví dụ như là chống rung 50. Ở đây thì chúng ta thấy là cái máy này trang bị cảm biến Micro Four Thirds 20 megapixel. Đó. Nó giống với lại cái M5 nhưng mà cái M5 chỉ có độ phân giải là 16 megapixel mà thôi. Đại diện Olympus trước mình có nói với mình là họ vẫn trung thành và theo đuổi cái cảm biến Micro Four Thirds, tức là cái cảm biến này nó kích thước nó lớn hơn một inch nhưng mà nó lại nhỏ hơn APS-C một chút. APS-C là cái kích thước cảm biến được dùng rất là nhiều trên những cái máy ảnh DSLR phổ thông, nhưng mà cái Micro Four Thirds thấp hơn. Nhưng mà bù lại thì do những cái tiến phát triển về công nghệ và cảm biến cho nên là chúng ta sẽ không thấy được những cái sự khác biệt quá lớn giữa cái cảm biến Micro Four Thirds nhỏ hơn này so với lại cảm biến APS-C hay là full frame. Olympus có cho biết là họ sẽ lên full frame nhưng mà chưa phải là bây giờ, và họ muốn khai thác tối đa cũng như triệt để cái lợi thế mà Micro Four Thirds mang lại. Đó là về cảm biến của Pen F, nó là cảm biến Micro Four Thirds 20 megapixel. Ở đây chúng ta có một cái ống ngắm nhỏ, là cái ống ngắm để nhìn cái ống ngắm điện tử ở phía sau này, EVF. Ở bên chúng ta có một cái nút này rất đặc biệt, lát mình sẽ nói các bạn sau. Đây là cái nút để tháo ống kính ra, và cái ngàm này nó dùng chung ngàm với những cái ống kính của dòng OMD trên cao cấp hơn. Ở phía trên đỉnh chúng ta có cái logo Pen F cũng như là cái chân hot shoe để gắn đèn flash. Ở bên này chúng ta có nút mở hoặc là tắt máy. Đó, cái nút này được tách biệt hoàn toàn so với những cái nút còn lại, và nó đặt ở bên tay trái. Còn ở bên cạnh đối diện thì chúng ta có những cái bánh xe để chỉnh chế độ chụp hình, một cái nút chụp rất là to ở đây, và một cái nút quay phim. Cái máy đang có khả năng quay phim là Full HD với tốc độ là 60:19 giây. Còn đây là nút tăng bù trừ sáng EV. Ở đây chúng ta có một cái nút nhỏ là cái nút function 2, đây là cái nút function 1, 2 nút chức năng. Đây là một cái bánh xe nhỏ khác, xem hình hoặc để phóng to thu nhỏ. Đây là một cái nút bánh xe rất là đặc biệt, lát mình sẽ nói sau. Đây là cái EVF với độ phân giải là 2,36 triệu điểm ảnh, đó, nó rất là cao và nó thể hiện được cái khung hình là 100% khung hình luôn. Đây là chúng ta có một số những cái nút cơ bản, là nút điều hướng, 4 nút hướng, nút ở giữa, nút chọn, nút chỉnh nhanh đèn flash, chỉnh ISO, cân bằng trắng. Đây là nút menu, nút phóng to thu nhỏ, nút info, nút xem hình và nút xóa. Cái màn hình này nó có kích thước là 3 inch và nó là màn hình cảm ứng. Ví dụ như khi chúng ta chụp thì chúng ta chạm nhẹ vào là nó chụp. Ví dụ là như vậy, nó tương tự trên điện thoại và nó cũng có khả năng xoay lật như này. Đó. Xoay đằng trước và xoay đằng sau. Xoay như này. Đó là về những cái nút chức năng ở trên Pen F. Ở phía dưới máy này mình có thấy ghi một thông tin, đó là nó được sản xuất ở Việt Nam. Rất là vui, cái máy được làm ở Việt Nam. Bây giờ mình sẽ mở cái máy này lên để nói một chút về những cái tính năng của nó với các bạn. Mình sẽ nói đầu tiên về cái nút này. Cái nút này rất là đặc biệt, mình thấy nó đặc biệt nhất ở trên cái Pen F này so với lại những cái máy ảnh cùng phân khúc với nó. Cái bánh xe này sẽ cho phép các bạn chuyển giữa những cái profile màu khác nhau ở trên Pen F. Ví dụ như là profile màu color, tức là chụp màu bình thường, hoặc là chụp mono, hoặc là chuyển sang chụp với nhiều bộ lọc, hoặc là chụp màu sắc nó tươi tắn hơn. Thì mình có nói với các bạn đó là cái máy này nó là theo trào lưu cổ điển, cho nên là Olympus cũng tích hợp sẵn cho nó một cái profile màu đen trắng.
thì các bạn nên chọn qua cái núm xoay ở phía trước này. Khi mà được chuyển qua màu đen trắng thì chúng ta chụp màu sắc nó sẽ thể hiện ở trên này là màu đen trắng luôn. Như các bạn thấy thì cái profile màu nó sẽ chuyển về đen trắng như thế này. Và với cái nút xoay ở phía dưới, cái nút xoay chỉnh chế độ chụp thì nó cho phép chúng ta chỉnh được nhiều hơn nữa, chỉnh về bộ lọc màu, chỉnh về highlight, chỉnh shadow của ảnh ngay tại đây, rất là tiện lợi, rất là nhanh. Ví dụ như mình sẽ chuyển qua cái chế độ color thì nó sẽ như này, và mình có thể chỉnh được những cái bộ lọc, cái màu sắc, tăng bù trừ màu, chẳng hạn nghiêng về màu xanh hoặc ngả vàng gì đó vân vân, hoặc là chỉnh highlight shadow của tấm hình. Ví dụ như nếu mà thấy highlight mà cao quá mình có thể giảm xuống, hoặc là thấy shadow mà thấp quá mình có thể tăng lên. Cái này nó rất là hay bởi vì mình không cần phải chỉnh hậu kỳ phía sau, mình có thể chỉnh trực tiếp nhảy và mình chụp. Đó là cái thứ nhất về cái tính năng đặc biệt ở trên Olympus Pen F mình muốn nói với các bạn. Thứ hai đó là về cái màn hình cảm ứng. Từ cái màn hình cảm ứng này, cái màn hình nó có độ phân giải rất là cao, nếu mình nhớ không nhầm được hơn 1 triệu điểm ảnh, và kích thước nó là 3 inch, thì các bạn có thể bấm vào để nó chụp. Đó, như vậy là cái máy nó, cái ảnh đã được chụp. Pen F có cái cảm biến là 20 megapixel và nó cũng có khả năng là chống rung 50, một cái công nghệ rất là tiên tiến được Olympus quảng cáo ở trên những cái máy của họ. Ngoài ra thì nhờ cái chống rung 50 này và cái tính năng đó là di chuyển cảm biến thì nó sẽ cho phép chúng ta chụp được một cái ảnh với độ phân giải lớn hơn, lên tới 50 megapixel. Đó, mặc dù là cảm biến chỉ là 20 chấm mà thôi, nhưng mà nó có khả năng chụp lên tới 50 megapixel một bức ảnh JPEG, nhờ vào cái di chuyển cảm biến để nó thu lại ánh sáng, như thu lại những thông tin nhiều hơn để tăng cái độ phân giải cho hình ảnh. Nhưng mà để sử dụng cái tính năng đó thì chúng ta phải đặt máy ở trên tripod, chứ chúng ta không thể cầm tay. Ngoài ra thì máy nó có ISO, giải ISO lên tới cao nhất là 25600 và thấp nhất là 80. Khả năng quay phim là Full HD với tốc độ là 60 khung hình trên giây. Đó. Cái máy rất là đẹp và theo cái kiểu hoài cổ. Ở đây thì trên cái màu đen này mình cũng có gắn một cái phụ kiện chính hãng của Olympus, đó là cái grip. Khi gắn cái phụ kiện này thì nó sẽ tạo ra một cái máy với cái bán cầm, nó sẽ nhô ra khoảng độ 2 phân gì đó. Thì khi đó chúng ta cầm tay, cầm như này nó sẽ dễ dàng hơn và nó chắc chắn hơn, nó không sợ bị lỏng hoặc là sợ bị rơi máy. Đó. Cái phụ kiện này đơn thuần chỉ là cái grip, chứ nó không có khả năng là mở rộng pin cho máy. Mặc dù ở phía dưới là nó có hai cái phần nó lõm vào như này. Nếu mà Olympus có trang bị thêm một cái phần pin vào đây thì sẽ tuyệt vời hơn. Đó là về Pen F. Olympus Việt Nam có cho biết là họ sẽ bán ra cái máy này ở thị trường trong nước trong tháng 3 tới. Và cái giá thì nó cũng sẽ tương đương với cái giá ở bên nước ngoài của Pen F, đó là $1,200. Xin cảm ơn các bạn.